Thưa quý vị, sáng nay một máy bay chở đoàn nhân viên bảo vệ cho phái đoàn Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh đã có mặt tại Hà Nội. Máy bay chở khoảng 100 nhân viên an ninh của Triều Tiên vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đoàn chia làm hai tốp, đi bộ từ máy bay vào khu VIPA lúc 9 giờ 40 phút, nơi đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyok-chol đang chờ sẵn. Trước đó, một máy bay chở hàng của Triều Tiên cũng đáp xuống lúc 9 giờ 20 phút. Sau đó, lăn bánh và đỗ ở khu nhà ga VIP A. Đoàn nhân viên an ninh sẽ bảo vệ cho phái đoàn Triều Tiên tại Việt Nam. Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có mặt ở Hà Nội để thăm hữu nghị chính thức Việt Nam những ngày tới và tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 27-28 tháng 2. Những ngày qua, đoàn tiền trạm và đặc phái viên hai nước đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho công tác an ninh và hậu cần cho hội nghị. Trả lời báo chí chiều ngày 21 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết các công tác chuẩn bị về an ninh, hậu cần, lễ tân thông tin báo chí của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Trump Kim đến thời điểm này đã gần như hoàn tất. Hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao và cảm ơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam.